是我，怕不再是时候，才说不出口。谁识到半句以后，该说未说，我与你没了没完。幻想再次与你抱着相距未完，谁说是没了没完？时时错错对对，再又绕了几圈，而我跟他终不再兜转，像一未了完。怎能了断？怎能决绝？再兜圈。Chú kêu tôi đến đây để thu dọn đồ đạc của Thúy Nhi để lại. Ông muốn giữ lại làm kỷ niệm. Vì lúc Thúy Nhi đi, ông không thể nhìn mặt Thúy Nhi lần cuối cùng. Cho nên... À phải, sao cô cũng đến đây? Chủ nhà đòi lấy lại căn phòng này, nên tôi đến để thu dọn đồ đạc của Thúy Nhi. Anh coi có gì cần để lấy về không? Toàn bộ số hình ở đây đều được chụp ở đại áo. Anh đừng nói là hình chụp rất xấu nha. Là tôi chụp đó. Cô chụp à? Thúy Nhi lớn lên ở đại áo mà. Sau khi bị bệnh, cô thường xuyên đòi về đó chơi. Nhưng căn bệnh càng lúc càng nặng. Hơn nữa đã từng lừa gạt bà con ở đó. Sau cùng không có mặt mũi để trở về bên đó nữa. Cho nên cô đến đại áo chụp số hình này đem về cho Thúy Nhi coi. Tôi không rành chụp hình cho lắm, nhưng tôi cảm thấy hình chụp cũng rất đẹp. Ít ra Thúy Nhi coi hình rất vui. Cá mặn, mắm tôm đều do cô mua hả? Ban đầu cô cũng ăn, nhưng sau đó ăn không nổi nữa. Ăn cá mặn mà cũng thấy lạc miệng, cho nên để đó để nhìn, coi như là đã ăn rồi. Có đói không? Hay là đi ăn chút gì đi. Thôi khỏi đi, lấy quay cả buổi. Tôi phải về phòng mạch. Vậy tôi đưa cô về. Thôi khỏi, tôi về một mình được rồi. Lên xe đi, đâu phải lần đầu tôi chở cô. Thank you.
Cô ơi, tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi mua cái này. Betty à, nước nè. Cảm ơn. Đúng là nước suối ngọt trong sa mạc. Thiếu nữ ngôi sao này là mẫu hàng có hạn, mà còn là con cuối cùng nữa. Tao và mày có duyên thật đó. Bạn của tao đi hết người này đến người khác, cũng may có tụi bay ở bên cạnh tao. Không phải chứ, cũng mua để chơi thật sao? Ê, trời ơi, tuyệt đối không được nhìn. Con đang coi gì vậy? Trời ơi, ông chú. Ông chú à, ông đến đây hồi nào vậy? Thằng quỷ, mày giấu cái gì vậy? Trời ơi, là nó hả? Nè, mày nói đeo đuổi nó trả thù cho anh em. Tại sao nhìn nó đến nỗi trái tim đập mạnh dữ vậy? Tại con sợ. Ông nhìn cổ đi. Đó, ông nhìn đi, nhìn đi. Đã từng tuổi này rồi còn chơi búp bê nữa, ông có sợ không? Con nghĩ ông sẽ lên cơn đau tim luôn. Cũng đâu phải, nó rất ngây thơ. Con coi nè, nó biết mày áo búp bê rất là dễ thương. Thiếu nữ ông gặp nhiều rồi, dạng như nó rất ít gặp. Ông chú à, ông là tài tử phong lưu mà. Phải rồi. Ông nhìn người vô số. Phải. Con hỏi ông một vấn đề ha. Con và cổ vốn tiến tới rất tốt. Ừ. Nhưng đột nhiên con hẹn cổ đi uống trà, cổ lại không đi. Hẹn đi coi phim cũng không đi. Ừ. Cổ coi con như kẻ bệnh hoạn vậy, thà về nhà chơi với búp bê. Tại sao? Rất rõ ràng, nó đã yêu con tha thiết rồi. Chắc là không đâu. Tại sao lại không chứ? Con nói trước đó rất thuận lợi mà. Có thể là nó đã động lòng với con. Mà hễ động lòng thì trong lòng thấy sợ, hễ sợ thì lựa chọn trốn tránh. Betty, anh đến tìm tôi làm gì? Tôi không rảnh. Betty, nè. Betty à, cô để tôi nói hết đã. Nè, cô coi đi. À, đẹp quá. Tối nay nếu như yêu có một buổi tiệc gọi là đêm thần thoại, tất cả những người đến tham gia đều phải hóa trang như hoàng tử và công chúa. Tôi muốn mời cô làm công chúa của tôi, có được không? Hả? Tôi và anh. Tôi muốn giúp chó mặt hổ làm sôi động thêm thôi. Cô cũng là bạn thân của Miu Miu, cô có thể giúp một tay mà. Hơn nữa nếu như yêu cũng có phần của Miu Miu. Vậy anh cho tôi thời gian suy nghĩ đi. Được, bây giờ tối nay tôi đợi cô ở dưới nhà. Nè, nhất định phải đi nha.
Được rồi, đã tới giờ thay đổi bàn nhảy. Tôi không muốn đổi bàn nhảy. Tôi cũng không muốn cô làm bàn nhảy của người khác. Hay là nhảy tiếp nha. Ừ. Xin mời. Betty, nghe tôi nói đi. Betty à, có chuyện gì vậy? Mặc kệ tôi, để tôi đi đi. Betty à, bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy, nói cho tôi biết đi. Anh mặc kệ tôi đi. Dây chuyền của tôi. Betty à, dây chuyền của tôi. Cô làm gì vậy? Nói đi. Nó rớt xuống dưới đây rồi. Vậy tôi lượm lại cho cô có được không? Sợi này không? Đã đỡ hơn chưa? Không phải tôi nhiều chuyện đâu. Tôi rất quan tâm đến cô. Thật ra lúc nãy là chuyện gì vậy? Tôi gặp lại anh ta. Anh ta là ai? Là Peter, thầy dạy đàn của tôi. Năm lớp 10 tôi bắt đầu học đàn piano. Là anh ta dạy cho tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa yêu bao giờ. Ngày nào tôi cũng mơ tưởng sau này sẽ đến với Bạch Mã Hoàng tử. Có một hôm anh tặng cho tôi sợi dây chuyền. Tôi tưởng là mình đang nằm mơ. Tôi tưởng mối tình đầu của mình sẽ bắt đầu từ đó. Hôm đó anh nói với tôi, hôm nay là sinh nhật của ảnh. Tôi không chuẩn bị quà cho ảnh, mà ảnh còn tặng sợi dây chuyền cho tôi. Sau đó ảnh nói, chỉ cần tôi ở bên cạnh ảnh thì đã là món quà quý nhất rồi. Chính vì vậy, mối tình đầu của tôi chưa bắt đầu thì tôi đã trao đời con gái của mình cho ảnh, trở thành món quà sinh nhật của anh. Sau đó, giống như anh đã từng nghe trăm mấy câu chuyện, từ đó anh không xuất hiện nữa. Sau lần đó, tôi không dám yêu và không dám mơ tưởng nữa. Cách nhìn của tôi đối với tình yêu đã dừng lại ở giai đoạn đó. Đồng thời cũng chính vì vậy mà tôi rất thích những câu chuyện thần thoại. Dây chuyền này là dây chuyền mà hắn tặng cho cô à? Tôi giữ sợi dây chuyền này là vì tôi phải ghi nhớ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Phải nhắc nhở bản thân mình đừng dễ dàng động lòng, đừng dễ dàng yêu người khác. Hèn gì cô rất khó chịu và luôn có thành kiến với đàn ông. Tính của kẻ ấy chồng mà. Vì cô đã đặt nặng tình cảm. Chẳng phải giống như anh. À phải, tối nay cô kể nhiều chuyện cho tôi biết. Không sợ tôi giống như lần trước sao? Những ngày qua tôi hay gặp anh, tôi đã bắt đầu hiểu anh. Tôi tin chuyện lần trước không phải do anh. Theo tôi. Nè, đi đâu vậy? Tôi và cô về đó tìm tên cầm thú trả thù.
có tôi ở đây, cậu không cần sợ. Ê, chuyện gì vậy? Nè Sâm cháu con à, làm gì vậy? Đừng làm hỏng buổi tiệc nha. Bây giờ tôi thế thiên hành đạo, mọi người đừng nhúng tay vào. Anh đó, có phải là Mr. Chen không? Anh là ai? Nói đi. Phải. Năm 90 có phải anh là thầy dạy piano không? Phải. Năm đó nó từng dạy một cô gái 17 tuổi, nhưng anh đã dụ dỗ và lường gạt cổ. Sao cùng gạt luôn đời con gái của người ta có phải không? Trời ơi, quá đáng vậy. Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu chết. Anh không hiểu. Để tôi nói cho anh hiểu. Anh là Peter Chen, 44 tuổi. Năm 1990 ở đường Thái Tử, nghề nghiệp dạy đàn. Con tự xưng là bậc 8. Nạn nhân đó là học trò 17 tuổi của anh. Mỗi tháng anh còn thu 1.000 đồng học phí của cổ. Cô là... Là cái gì? Tôi là bạn của nạn nhân đó. Tôi nói cho anh biết, tôi đã nắm hết những thông tin về anh. Muốn điều tra anh rất dễ dàng. Biết không thì nói thật đi. Nếu không tôi sẽ đem chuyện của anh nói hết cho tòa soạn biết. Còn đăng hình của anh lên báo để người dân Hồng Kông biết chuyện tồi tệ của anh. Đến chừng đó đôi tay của anh sẽ... Sẽ khỏi đàm gì đâu nữa. Còn nước đi ăn mài luôn. Phải, tôi có làm vậy. Nhưng hoàn cảnh lúc đó cả hai đều tự nguyện mà. Tại con giỏi đối gù dễ mắc bẫy của người ta. Anh thật là đê tiện, gạt người ta còn nói giọng đó nữa. Tôi không đánh anh thì tôi không phải là người. Khoan đã, tên cặn bã như hắn một người đánh chưa có đủ đâu, chúng ta cùng đánh hắn đi. Chúng ta đi thôi. Mấy chuyện không vui dứt bỏ hết. Tốt lắm, làm rất tốt. Tôi không sao nữa. Nè, cô không sao rồi. Thấy thoải mái lắm. Nè, cô thấy thoải mái rồi. Yeah. Amy, hai ngày nay có tin tức của Miu Miu không? Không có. Lần trước sau khi nói điện thoại với chị thì không có liên lạc nữa. Không có thật à? Gạt anh làm gì chứ. Tất cả chúng tôi ai cũng gọi điện cho chị, chỉ đều chuyển qua hộp thư thoại. Chắc chị không có ở Hồng Kông. Chị có biết cậu đi đâu không? Ai ai mà biết. Tôi cũng đoán đại thôi. Hơn nữa thế giới này rất lớn, không chừng chỉ đến Phi Châu, không chừng lại đến Malaysia. Ai mà biết được chứ. Nói thật nha, đừng trách là tôi nhiều chuyện. Nếu như anh thật lòng quan tâm đến Miu Miu thì anh không nên làm chuyện có lỗi với chị. Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi đây. Anh đúng là cặn bã trong thứ cặn bã. Thế đây làm gì anh nữa? Tuyền, anh Tuyền à, thì anh Miu hả? Tôi nói mà. Tôi có làm gì? Cô sợ anh quá, phải trách mặt của anh. Anh đừng có tìm khổ nữa. Tôi nói cho anh biết, Miu Miu không sao thì thôi. Tôi cũng có chuyện gì á, tôi không tha thứ cho anh đâu. Phải, tôi rất có lỗi với Miu Miu. Nếu như anh muốn đánh tôi, đánh tôi anh thấy dễ chịu hơn, thì anh cứ việc đánh đi, như vậy tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi chưa thấy ai vô lại với anh ta vậy đó. Nè anh Tuyền à, đánh người không giải quyết được vấn đề đâu. Anh cũng kỳ quá, quan tâm Miu Miu thì gọi điện là được rồi, sao lại đến đây kêu người ta đánh anh chứ. Đi đi. Nếu có tin gì của Miu Miu thì... Được rồi, cho anh biết chứ gì. Anh đi đi nhanh lên. Cũng đi. Đi đi. Đúng là cặn bã. Miu Miu à, chị đang ở đâu vậy? Mọi người rất lo cho chị. Chị gọi điện cho mọi người đi. Miu Miu, mình là Betty đây. Đang ở đâu vậy? Tại sao không gọi điện cho mọi người? Mau gọi điện cho tụi mình đi, tụi mình rất lo lắng. Miu Miu, khi em nghe được những lời nhắn này, có lẽ em đã về Hồng Kông. Nếu như anh đoán không lầm thì em sẽ về nhà thu dọn đồ đi. Nhưng mà anh hy vọng trước khi em đi, có thể coi món quà mà anh kêu em có chuẩn bị rồi hay mở ra. Em coi món quà rồi, cho dù có dọn đi, anh cũng không còn tiếc nuối gì.
ta hưng phấn. Lần sau tôi nhất định sẽ tới cái chiến điểm chết này một lần nữa. Anh Trí à, có sao không vậy? Đừng, chắc là bị gãy xương rồi. Anh ráng lên đi. Lý mấy quay qua đây giùm tôi đi. Anh đợi một chút nha. Cả đời của tôi đều rất tự tin, tự tin đến nỗi tưởng là có thể chinh phục thiên nhiên. Nhưng giây phút này tôi mới thấy là mình rất khờ. Cũng như trước đây mỗi lần chia tay, tôi đều có thể ung dung đến với một mối tình khác. Nhưng mà tôi lại không quên được Miêu Miêu. Chia tay với cậu càng lâu, càng cảm thấy không ai có thể thay thế được cậu. Có lẽ là Miêu Miêu đã quên tôi rồi, nhưng tôi nhất định sẽ phù hộ cậu, phù hộ người con gái cả đời tôi yêu nhất. Chúc cậu hạnh phúc, vui vẻ. Anh Trí, ra đi anh Trí. Anh Trí, dậy đi anh Trí. Anh Trí, đừng có ngủ bà dậy đi. Sự thật, em tin giây phút đó anh không có nói dối. Thì ra trên đời này có người thật lòng yêu em đến như vậy. Anh không muốn chung nhành với Dương nữa, cũng không muốn em vì thương hại anh mà phải ở lại. Gọi điện cho chị Linh thì gọi đi. Trước đó anh đã gọi nhiều lần rồi, có điều chuyển qua hộp thư thoại. Gọi nữa thì sao chứ, nói chuyện với không khí hả? Biết đâu chị đã về Hồng Kông, anh không gọi làm sao biết được. Cho dù gọi được, tìm được cổ thì sao chứ, anh lấy thân phận gì nói chuyện với cổ? Người chồng cũ hỏi thăm cổ có phải bị bạn trai cũ bắt nạt hay không hả? Thân phận gì thì có liên quan sao? Anh có nhớ em từng nói với anh, nếu như ngày mai anh chết, anh có gọi không? Nếu anh không gọi, em sợ ngày mai anh hối hận đó. Mau gọi đi. Ý, gọi được rồi. Alo. Alo.
Ờ, là tôi đây. Cho mặt hổ. Ừ, sao hả? Không có gì. Đã nhiều ngày cô không tới công ty rồi. Công ty có nhiều cuộc họp đang đợi cô họp. Còn giấy tờ đợi cô ký nữa. Chừng nào cô về? Tôi đã về rồi. Hả? Chị Linh, chị về rồi hả? Về nhà ngồi đi. Em có hẹn với anh Kim. Em ra ngoài đi. À, có uống gì không? Anh rót cho em nha. À, anh thấy đói bụng, tính nấu chút gì ăn. Em đói bụng rồi hả? Nấu cho em luôn nha. Thôi khỏi. Em đừng có lo, anh không có xài nhà bếp của em đâu. Anh đã làm cái bàn bếp ở ngoài vườn rồi, đợi một lát là có thể ăn được. Nấu xong rồi, có thể ăn được. Mì trứng đó, qua bên này ăn đi. Thịt này anh có chiên sơ rồi, anh biết em thích ăn mấy thứ thơm giòn. Nè, ngồi xuống từ từ ăn. Có uống gì không? Anh lấy cho em nha. Vậy còn anh? Ờ, phải ha. Lo chiên miếng thịt này, quên mất tô của mình nữa. Anh qua bên nấu, em ngồi đây từ từ ăn đi. Sau này anh... Hả? Sau này anh không cần phải vất vả nấu ăn ở ngoài vườn. Anh xài nhà bếp đi. Em trả nhà bếp cho anh xài hả? Tức là sau này chúng ta không đấu nhau nữa. Được thôi. Vậy anh cũng trả lại nhà vệ sinh cho em xài. Thôi khỏi. Em đã có nhà của mình. Em và anh Trí sẽ làm đám cưới. Em sẽ không dành căn nhà cho anh nữa. Nay mai em và anh đến phòng luật sư làm luôn phần thủ tục. Sau này cả căn nhà là của anh. Anh nãy giờ cũng không được gì hết. Biết vậy đi massage còn hơn. Anh hay nói hồi nào đã về. Thế là cũng liên lạc cái thằng cắt tóc. Nè, chắc là có manh mối đó. Kim kêu mình tới nhưng lại đóng cửa. Chuyện gì vậy? Lúc nãy khi chị tới, có người khả nghi nào đi theo chị không? Người khả nghi nhất chính là anh đó. Có phải anh đã làm gì không cho ai biết không? Không phải. Vừa rồi anh Hậu Nam gọi cho tôi. Anh nói anh đã về Hồng Kông. Anh Hậu Nam đã về rồi hả? Nè, từ đó nãy giờ không thấy tâm hơi gì hết. Hãy xuống xe coi đi, tôi đi mua nước uống nha. Alo, anh Hậu Nam. Dạ nhớ Vịnh Tôm Hùm phải không? Số 38 chứ gì.
Anh hai, Hoàng Lâm đã về rồi. Đã hẹn phải cắt tóc ở số 38 Vị Tâm Hồn gặp mặt đó. Bác Tài, đuổi theo xe màu trắng giúp tôi. Alo, Kim hả? Dạ sao hả anh Hảo Đăng? Tôi tới dịp tâm hồn nữa. Tới hãng tàu ở Hương Cảng nhỏ gặp đi. Anh hai, không có ai hết. Ơi, coi phim đã coi nhiều rồi. Rõ ràng là cái bẫy. Chị gói này chắc chắn là hàng trắng rồi. Vậy là cảnh sát sẽ sửa tới đây rồi. Có cảnh sát, hãy chặn cảnh sát lại. Anh hai chạy mau, chạy mau. Bên này nè, cảnh sát đứng lên. Bên này nè, nhanh lên, nhanh lên. Nói đi. Anh gan lớn. Hai đứa bay không lên một chút được không? Đã bị gạt rồi biết chưa? Người thì không có, chỉ có hàng trắng, còn một tốt cảnh sát nữa. Không phải đâu anh hai, em đang theo dõi Hào Nam đã xích trụ. Em thấy nó đang vào hãng tàu. Mày theo sát nó, đừng để nó trốn thoát. Bây giờ tôi tới liền. Sao rồi anh hai? Bị Hào Nam chơi một vố thê thảm. Tao không chặt mày ra từng trục, xây nát ra cho gà ăn. Tao không phải là gan lớn. Anh Hào Nam. 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 Em đợi anh lâu lắm rồi. Rốt cuộc anh đã trở về. Em rất nhớ anh. Khờ quá. Thì bây giờ em đã gặp anh rồi. Tiểu Tiêu, tính về mà anh để lại cho em, em có đem theo không? Dĩ nhiên là có. Gần đây em luôn linh tính là sẽ gặp lại anh, cho nên em luôn đem theo bên mình nè. Là cái gì vậy? Là ngón tay của anh đó. Lần trước anh và gan lớn đánh nhau bị chặt đứt ngón tay. Em thấy chưa? Vậy ngón này của ai vậy? Làm sao anh biết là của ai? Giữ ngón tay của người ta để làm cái gì? Em bỏ đi. Dạ. Anh nói với em là con dao tân cương đó, em có đem theo không? Anh nói với em con dao tân cương rất là quan trọng. Đã dặn em lúc nào cũng đem theo rồi mà. Anh Hậu Nam, đem dao ra đường là phạm pháp. Nếu như anh cần nó, bây giờ em chở chị về để lấy cho anh. Gạt lớn. Đã cướp hàng của ta còn dám hại tao hả? Anh gan lớn, nè. Anh Hảo Nam à, anh chạy đi, em phải cứu anh Kim. Vậy em cẩn thận đó. Nè, chìa khóa xe đâu? Anh Kim giữ. Nè, đừng mà. Nè, đừng mà, đừng mà. Mày muốn gì đây? Bọn tôi là đó, không phải cổ đâu. Làm gì nhanh dữ vậy? Cảnh sát lại, cảnh sát lại, lại, lại. Không gạt ai được, lớn tuổi rồi, chạy một chút đã thấy mệt. Cũng may đám cảnh sát còn già hơn, đuổi không kịp. Tại sao anh không cho em bắt con nhỏ Tân Cương đó? Nếu như bắt nó, lo gì Hạo Nam không xuất hiện? Mục tiêu của chúng ta là Hạo Nam, không phải là Tiểu Tiêu. Không liên lụy vợ con mà. Em không biết anh làm anh hai kiểu gì nữa. Già dòng lôi thôi. Mỗi lần đánh nhau, người lớn tiếng nhất là anh. Tại sao? Người đứng xa nhất cũng là anh. Bao giờ em cũng là người đứng hàng đầu. Nhiều lúc em thật sự nghi ngờ anh có biết đánh hay không. Tiếng tăm của anh làm sao có được vậy anh hai? Anh hai. Rốt cuộc mày nói ra miệng rồi. Thì ra bao năm nay mày theo tao đã có gì bất mãn về tao? Thank you.
Anh muốn gì đây? Dây nịt đầu rồng này, người nào đeo nó thì người đó là anh hai đầu rồng. Bây giờ mày lấy nó xiết cổ tao chết thì không ai biết. Sau này ghế của tao sẽ do mày ngồi. Ra tay đi. Đừng có giỡn mà anh hai. Anh có nhớ trước đây á, em theo chó miệng rồng Tam Thánh kiếm ăn không? Anh bị thất thế, anh cũng đâu có dịp cỏ tận gốc, còn kêu em qua phụ anh. Bây giờ còn giao ghế thứ hai cho em ngồi nữa. Nếu bây giờ em giết chết anh, sau này em còn kiếm ăn gì được? Thật ra kiếm ăn á, không phải chỉ dựa vào việc chém giết đâu. Tao ra kiếm ăn là dựa vào bốn chữ làm tôn chỉ: lấy đức phục người. Dù chứa hàng tráng lợn này, tao sẽ thoát không khỏi. Lát nữa tao sẽ ra tự thú. Sau này mày nhớ coi chừng anh em nha. Nè, anh định một mình ôm hết mọi chuyện hả? Nếu là anh em á thì cùng nhau sống ra ngoài. Đừng có nóng nảy, ta không muốn suốt đời bị truy nã, suốt đời phải lẩn trốn. Nhưng vụ này rõ ràng là Hạo Nam hại chúng ta mà. Cho nên mày nhất định phải trốn thoát. Sau khi mày trốn thoát, có hai chuyện mày phải làm. Thứ nhất, tìm chứng cứ phạm tội của Hạo Nam mới giúp tao thoát tội được. Thứ hai, số hột xoàn đó chắc là giấu trong con dao tân cương của Tiểu Tiêu rồi. Mày lập tức tới nhà của Tiểu Tiêu thì cũng cho tân cương đó ra. Chạy mau, nhanh lên, chạy với đó đi. Anh hai à, anh đừng có lần thôi nữa, chạy mau đi. Cảnh sát đi. Anh Hạo Nam, anh Hạo Nam, anh Hạo Nam. Tiểu Tiêu, sao rồi? Bọn của gan lớn có đuổi theo không? Bây giờ họ đang bị cảnh sát đuổi theo, chắc là không rảnh đuổi theo chúng ta. Rồi, sao ra đông nổi đây? Có trộm vào nhà hả? Trời, sao lại như vậy? Tiểu Tiêu, xảy ra chuyện gì vậy? Anh không biết nữa, lúc anh về nhà, trong nhà đã bị lục như vậy rồi. Anh tưởng là có trộm vào nhà mới tìm coi sao, nhưng là không thấy tên trộm, mà cũng không có bị mất gì, lạ thiệt đó. Anh này là... Anh Tuyền à, đây chính là anh Hạo Nam. Anh chính là Hạo Nam hả? Tốt quá, hai người gặp lại nhau rồi. Anh Hạo Nam, đây chính là ân nhân của em, là anh Tuyền đó. Xin chào anh. Chào. Tiểu Tiêu à, hay là em lên coi có bị mất gì không? Sẵn đó lấy con dao tân cương xuống cho anh luôn. Phải đó Tiểu Tiêu, em lên coi có bị mất gì không? Đi đi. Dạ. Hạo Nam. Anh Hạo Nam à, nè anh ngồi đi, ngồi. Nhà cửa bị người ta lục lọi kiểu này không biết sao nữa. Anh có biết Tiểu Tiêu lúc nào cũng mong anh trở về hay không? Lần này hai người gặp lại nhau, tôi mừng cho hai người đó. Để tôi lấy nước cho anh uống nha. Ha. Được. Em không có bị mất gì, nhưng hình như đã bị mất con dao tân cương của anh. Em đã tìm kỹ chưa? Vậy có cần báo cảnh sát không? Để báo cảnh sát nha. Đừng mà, anh Hạo Nam là người trong giang hồ, anh mới trở về, em không muốn có chuyện gì. Vậy tùy em, không báo thì không báo. Anh Hạo Nam à, có chuyện gì vậy? Không có, anh chỉ lấy làm lạ thôi. Mấy thứ quý giá trong nhà không có bị mất món nào.
mà chỉ bị mất con dao tân cương. Phải đó, ông sẽ chỉ mất con dao tân cương thôi ha. Hả? Bị mất con dao đó cũng đâu có sao. Anh đã trở về rồi, anh thích con dao tân cương đó. Lần sau em về tân cương làm cái khác cho anh ha. À phải, hai người tính khi nào trở về tân cương vậy? Em cũng không muốn về sớm vậy, nhưng anh Hạo Nam nói là muốn về đó sớm. Thật ra anh cũng không muốn về gấp như vậy. Thời gian qua anh lẩn trốn khắp nơi, đêm nào cũng ngủ không yên. Anh muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng mà đáng tiếc chỗ của Kim lại không tiện. Anh lại không biết dừng chân ở chỗ nào. Ở lại đây là được rồi. Anh Tiền à? Hả? Anh cho anh Hạo Nam ở lại vài ngày nha. Hả? Ở lại đây? Ừ. Anh Tiền phải không? Sẽ không làm phiền lâu đâu, ở một hai đêm thôi mà. Tìm được chỗ thì tôi sẽ đi liền. Con người tôi rất dễ chịu, ngủ phòng khách cũng được. Anh là người tốt mà, giúp em lần nữa nha. Sao cũng được, ngủ phòng khách đi. Tôi cho sạch sẽ, tối nay anh sẽ ngủ ở đây. Làm phiền quá ha. Cảm ơn nha anh Tuyền, em phụ anh dọn vậy. Trời, ăn gì mà khát nước dữ. Con nhỏ Tân Cương đó hả? Nhìn thấy anh là mừng tới phát khóc luôn. Anh nghĩ chắc nó không biết gì đâu, nhưng mà thằng cha mập chết tiệt đó, anh thấy giả rất là quỷ quyệt. Trong nhà bị trộm cắp nhưng mà không bị mất cái gì, chỉ mất con dao Tân Cương thôi. Nếu cũng vì số hột xoàn đó thì anh đã đi từ lâu rồi. Được rồi, tóm lại đã nói rồi thì anh sẽ lập tức qua gặp em. Được rồi, biết rồi mà. Tin chân si đông sinh hoa, nhìn chung câu sâu lưu tham mà, bất yên hoa ngõ bay trượt ngã, bất yên hoa nhà có lưu phàn, cầu đại dấu si mê mình ba, y nhân say gai ni bất quan, nghe người ni ngồi y ngồi tha nhã trượt, ngồi trượt ni nhà có hân hô hà. Nhìn ô, cực sợ ngồi dư lầu, nhà sân đình lầu sâu, khó sinh ngõ, ba ba trôi si si hầu, rồi suýt ba chân hầu, sự sức cao vun gây y hầu coi si mê sinh, ngõ lưu ni một yên một yên, hoa sáng trôi si ni phụ trượt sáng tới mê yên, sâu suýt si một yên một yên.